Hi, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bản nha anh em. Thì hôm nay sẽ là cái video thanh lý. Thì mình sơ mấy món cho anh em coi nè. Thì hôm nay là cái video thanh lý thì cái giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với cái thị trường ngoài nhá, hoặc là việc mà anh em ra ngoài bãi anh em mua. Thì cái giá thanh lý này là mình nhận chuyển khoản và mình không ship COD nha anh em, hoặc là thẻ cào này kia cũng được. Có những món giá trị thấp như cái này 150 thì mình sẽ nhận thẻ cào và mình sẽ gửi hàng cho anh em. Thì anh em chịu khó coi rõ tình trạng từng món hàng, tại vì có những món mà mình làm biến mình cắm điện lại là do mình để lâu ha. Thì tại vì bây giờ nhà mình đang dọn nên là nó mới, nên là mình bán với cái giá rất là rẻ. Anh em nào mà không tin tưởng thì có thể không mua nha anh em, có thể là không mua. Thì anh em chịu khó xem kỹ cái tình trạng thì món nào mình bao sống hoặc là bao điện hoặc là bao cái gì đó thì anh em chịu khó coi kỹ, để tránh cái trường hợp mà mất mà anh em coi không kỹ rồi anh em chốt xong rồi anh em về anh em kêu là mình bán hàng gian dối hoặc là thế này thế kia này nọ lọ chai, nó rất là phiền cho hai bên nha anh em, nó rất là mất thời gian. Thì anh em chịu khó coi kỹ, nhín chút thời gian coi kỹ từng đoạn giúp mình nha anh em. Đó thì ở đây nó rất là rõ ràng nha anh em. Rồi đầu tiên mã số 1 nè, một cái này là mình tháo sẵn ra cho anh em nha. Cái này là cái sạc bình, thì nó là một cái sạc bình nó bị vấn đề là mình mua ngoài bãi về thì mình cắm nó không có lên điện. Đây anh em có thể coi ha, thì mình bán với giá 350. Ở đây mình tháo sẵn cho anh em coi bên trong, dây này kia rất là đẹp, điện nó là 100V, cắm không lên điện nha anh em. Con này nặng khoảng 6kg. Đây mình mở ra cho anh em coi bên trong này, rất là đẹp đó. Nhưng mà khi mà mình cắm thì nó không có lên điện, và cái màu đó anh em có thể nhìn nè, hộp nè, đó của Nhật nha anh em, mặt đằng trước nè. Đó, sạc trong 12V, có chức năng kích đề 8A và 35A, nhưng mà mình cắm nó không có lên đèn này nha anh em. Đó, thì mình có mở ra cho anh em coi thì không thấy tình trạng hư gì, cầu chì thì nó vẫn còn. Đó thì anh em nào thích thì anh em nghiên cứu của Nhật nha. Đó, cầu chì vẫn còn. Thì anh em có thể về anh em nghiên cứu hoặc là làm cái gì đó. Đây, lõi bên trong nè, rất là đẹp nha anh em. Đó, ra bằng hết á. Thì đây anh em có thể coi từng ngóc ngách này kia. Cái này là zin nguyên bản nha anh em, dây nguồn này kia tất cả đều nguyên zin. Thì chút nữa khi mà gửi anh em á, anh em mua mình gửi á, thì mình sẽ đóng ốc lại, tại vì ốc mình tháo sẵn ra ha, để tránh trường hợp anh em kêu bên trong cháy rồi mình chọc phá thế này thế kia. Thì mình mở cho anh em coi, dây nguồn rất là đẹp, tất cả dây này kia rất là đẹp. Cái này bằng thép để mạ đồng để dẫn điện tốt ha. Đó thì mình mở ra cho anh em coi. Con này thì điện của nó là 100V nha anh em, sạc là sạc 12V và dòng sạc là 8A và dòng kích đề là 35A, thì giá là 350.000 của Nhật. Đó, con này không lên nguồn nha, cắm điện không lên nha. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ở đây thì mình có một cái bàn, mình không biết là cái gì, thì mình bán với giá 350. Anh em nào thích thì về nghiên cứu hoặc là chế cháo gì đó thì tùy. Thì nó nằm trong một cái ba lô này và nó xếp rất là gọn ở đây. Ha, mình sẽ bẻ cái trục nó lên. Đây, bẻ cái trục nó lên nha. Rồi, bẻ cái trục nó lên. Thì cái này nè, cái này thì cái bàn ở dưới đít á, tất cả đều, mọi thứ đều có thể tháo rời. Cái bàn ở dưới chân này nè. Rồi, cái bàn này thì bàn nhôm nha. Ngang là 26 nè, chiều dài là 38 nha anh em. Cái bàn này rất là đẹp, bàn này bàn nhôm. Và đây nó có một cái ống ngắm, nhưng mà mình, và có các lỗ cắm điện. Thì mình cũng không biết nó để làm gì. Đây, đó, lỗ cắm điện nè. Nha, mình không rành nha. Nên là, đây, nó có thông số ở đây. Anh em có thể coi nó là cái gì, chứ mình thì mình không biết, mình dọn kho ra. Tai đa nè, DC 12V gì gì đó, camera Sony nè. Không rành, thì giá là 350.000. Nó có một cái tay trượt nè, tay trượt như ống ngắm súng, và tất cả những cái này đều có thể quay được. Anh em có thể khóa chụp hoặc là mở ra đều được nha anh em. Ví dụ mình mở ra cho anh em coi nè, một món nè, kéo cái này ra, hai món đó. Thì nó nằm hết trong một cái ba lô. Và đây, trong dưới này nó có một cái con ốc lục giác để anh em mở ra đó. Anh em có thể về chế cái gì thì anh em chế nha anh em, hoặc là nếu mà anh em cảm thấy vào việc thì anh em mua. Đó, giá là 350.000. Nó bao gồm một cái vali, con ốc này dài. Đó, bàn nhôm rất là đẹp nha. Cái bàn nhôm này anh em để đồ cũng được. Đó, thì mình ví dụ như mình sẽ đặt nó vào trong cái ba lô này. Thật sự là bây giờ mình cũng không có tìm thời gian để tìm hiểu từng món đồ nữa, tại vì nó rất là mất thời gian của mình. Đó, thì mình bán rẻ cho anh em nào có thời gian nghiên cứu, hoặc là anh em qua trực tiếp
lấy thì một món mình sẽ bớt 20.000 tiền xăng nha nè, tại vì mình đỡ mất công mình gói hàng đó, thì nó sẽ nằm hết vô trong cái ba lô này. Mã số 2 giá là 350 nha nè, đây giao cho anh em nguyên cái ba lô tele. Rồi tiếp theo mã số 3 thì nó là một cái ống nhòm còn rất là mới, rất là đẹp. Đây thì cái này bây giờ mình cũng không có thời gian mình tìm cái hãng này, nó của thằng Trung Quốc, thằng Nhật, thằng Liên Xô, thằng Nga, thằng Xô Viết hay là thằng Cuba, Việt Nam gì nha anh em. Thì cái ống kính này rất là đẹp, ống nhòm nhìn được nha anh em, nhìn ok, nhìn rất là xa đó. Thì thông số của nó nằm ở đây, nhân là nhân 50 nè, dòm là dòm 50X rất là đẹp nguyên ấy, tripod moon nè đó, ống kính bên trong rất là đẹp luôn. Mình bây giờ thì không có thời gian tìm hiểu đâu, đó hoạt động là trơn tru nha anh em, còn bao da còn gì luôn đó. Kể cả cái ống nhòm Trung Quốc thì cái giá nó cũng không thể rẻ hơn cái này được, tại vì anh em chỉnh theo cái tiêu cự ấy, cái này dòm nhân 50 đó, cái này là gạt theo để tăng chỉnh hai bên cho cùng một cái đều nè đó, x50, và đây là cộng và trừ ha, anh em vặn bên này đó, tất cả còn rất là đẹp, nắp đậy là đầy đủ nha anh em. Đó đó, nắp đậy hai cái nè ha, cực kỳ đẹp nè, tổng quan là không lỗi lầm nha anh em, cái này không lỗi lầm của hãng Dione đó. Som 50 ha, cái này là cái nắp đậy thôi. Rồi thì nó có một cái bao bên trong là nhung, thì rất là giống của những cái hàng của những cái Liên Xô hồi xưa ha, rất là đẹp. Giá là 450, mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 ở đây thì mình có hai cây 4 mực của hãng Tajima của Nhật ha, hai cây giá 250, tính ra một cây 120 là rẻ hơn cả hàng Trung Quốc nữa nha anh em, của Nhật. Thì cái này nó trang bị sẵn cho anh em một cái hộp mực 100ml là anh em xài rất là lâu, và lò xo bên trong nó rất là tốt. Anh em mua cái hàng bình thường á thì nó hay bị hư cái lò xo, kéo nó gãy, còn cái lò xo này của hàng Nhật thì nó sẽ bền hơn ha. Cái con này một số nơi bán chính hãng phân phối tại Việt Nam là khoảng tầm 400.000, còn mình là hàng bãi, hàng lậu á, hàng bãi là hàng không có đóng thuế này kia, tạm gọi là hàng lậu nha anh em, thì chi phí nó sẽ rẻ hơn, nên là không thể so sánh với hàng bãi được, đã không thể so sánh với hàng chính hãng được, nhưng mà xét về cơ bản thì giống nhau, còn hàng công ty chính hãng thì nó là đóng thuế cho nhà nước nha anh em. Đó nha, đây mã là BS21-RF đó, còn 4 mực ha. Hai con này giá là 250, một con trung bình 135.000. Tiếp theo mã số 5 ở đây thì mình có một cái máy pha cà phê. Thì trong cái lúc mà vận chuyển á, qua nhà mình á, thì bên nhà xe họ làm gãy của mình. Đây, nó làm gãy cái chỗ chứa cái nước này và cái chỗ nắp đậy này. Thật ra cái này nếu mà anh em chịu khó xài thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm nha anh em. Đây, cái vết bể nè. Con này là điện 100V. Con này là điện 100V nha. Công suất là 1200W. Con này nóng rất là nhanh. Đát là 2015. Đó, hàng Nhật sản xuất tại Trung Quốc. Thì cái con này nó hơi dính bụi, anh em phải chịu khó về lau sơ đi nha. Con này là phím cảm ứng. Thì đây là cái kệ để ly. Để ly thôi, không ảnh hưởng gì nhiều nha anh em, không ảnh hưởng gì. Đó, anh em sẽ đặt cái ly lên đây. Để anh em vào đây. Cái này anh em nào mà chịu khó coi một số cái clip trước mình có bán con này, khoảng 900.000 con này. Đó, thì bây giờ mình thanh lý nha anh em. Đó. Của Java. Ha. Đó, nó sẽ có cái cúp pha cà phê đây ha. Con này mình đang xài luôn, nhưng mà trong lúc mà vận chuyển qua họ là bể cái này của mình à. Giá của nó là 150.000 nha anh em, mã số 5. Rồi, con này còn sống nha, nguyên si, hoạt động là hoàn hảo. Thì anh em chịu khó coi nghe kỹ tình trạng nha, con này hoạt động hoàn hảo. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây là một cái hai cái cục biến áp hàng. Đây. Hai cục này của Nhật nha. Cục này thì cục nhỏ nè. Điện vào là 200V này anh em. Đây, biến áp hàng nha, điện vào là 200V. Công suất là 300W. Điện ra là khoảng tầm 6V để 6V và nó ampe nó rất là cao. Đây. 0V, 5V, 6V, 7V và 8V. Cái này anh em chế máy hàng pin rất là ok. Cái cục này là cục biến áp vào 200 nha anh em, của Nhật. Đây là cái cục nhỏ nè. Đó ra là 5, 6, 7, 8V.
đó, nó khoảng tầm 30-40 ampere gì đó. Rồi cái cục này thì cũng vậy, nhưng mà nó bể công suất nó lớn hơn, to hơn và nặng hơn. Có điều cục này nó dính sơn. Đây, cục của Nhật luôn nha. À. Nè, vào là 200, nó dính sơn nha. Nó cũng ra khoảng tầm 5678, cục này thì nửa ký, cục kia là 300W, cục này là khoảng 500W nè, vào là vào 200 nha anh em. Có điều nó bị xúc con ốc, mấy con ốc ở đây nè. Anh em về chịu khó gắn lại nha. Đây, anh em gài vào cái ray nè, hay là gãy chân ray. Đây, đó, gài vào cái ray này lại. Ha. Dây nó ra rất là to. Nó không phải là biến áp bình thường nha anh em. Nó ra có ví dụ như anh em vào 220V, nó ra chỉ có 5V, 6V thôi là để nó hàn. Đó. Hai cục này giá là 400.000, hai cục này nặng khoảng 10 kg. Nha. Đó, rất là đầy đủ. Hai cục này sống bình thường không có vấn đề, vào là vào 200, ra là 5-6V, cọc rất là to để anh em làm cái biến thế hàn á. Hàng hai cực lại với nhau á. Đó, mã số 6 rồi. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây thì mình có một cái dây nước nè. Đầu tiên là dây này đi, dây này là 5m nha anh em. Dây này là dây rửa xe. Áp chịu là khoảng tầm 200 kg. Đây, 215 bar. À, 215 bar. Dây này là đang sử dụng luôn, nhưng mà mình có dây dài hơn dư rồi. Mình bán nè, đây là một cọc 5m nha anh em. Hai đầu răng bấm sẵn nè. Còn 5-6m gì đó. Rồi. Tiếp theo cái tiếp theo là cái hai cái cọng dây nước để anh em lấy nước, hút nước lên cái máy rửa xe. Ở đây nó có sẵn đầu dây. Đầu này thì anh em nối đó, cái dây này thì dây là dây 16 nha anh em. Bên trong là bộ là thép inox nè. Thép inox nè. Để nó không bị gập dây nha. Dây này nó không thể bị gập được nha anh em, trừ khi anh em bẻ, bẻ thì không nói làm gì. Đó, đây là cái đoạn ngắn để anh em làm cái đoạn nước hồi về răng 27. Cũng bên trong cũng là thép lò xo. Đây, và tiếp theo là một cái đoạn này nó dài hơn. Đoạn này thì nó xiết cổ dê. Đó, của Nhật nha anh em. Đây, của Nhật nè, dây này là dây 26, áp con này chịu là 5 kg. Cái con này thì sẽ làm cái dây nước hồi. Nước hồi hoặc là hút nước từ máy lên máy rửa xe cho anh em. Thì ba cái đoạn này mình bán giá là 250.000 nha anh em. 250.000. Đó, hai cái đoạn hút nước và một cái đoạn 5m dây rửa xe. Nha anh em. Hai đoạn này là của Nhật rồi nè. Anh em nào mà hay xài máy rửa xe mà có đoạn hút nước thì anh em xài dây này rất là bền, nó không bị xét. Nó không có bị xét ha. Và nó không có bị gập nữa, rất là khó bị gập. Anh em nhìn cái đoạn này là biết rồi. Rồi mã số 7 là 250.000 nha anh em. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ở đây thì mình có một cái bơm xe của hãng Ryobi. Pin là 18V nhưng mà mình không có pin để thử nên là thua. Thì mình bán 400, anh em nào coi như là bán xác á. Anh em về nghiên cứu ha. Mình không có pin để thử nha anh em. Điện nó là 18V nè, Ryobi oanh cộng nè. Đó. Con này thì kể cả anh em mua chính hãng ở đâu thì nó vẫn sản xuất ở China. Đồ pin mà anh em, 18V nè. Bơm tối đa là vượt 10 kg. Đó, thông số tiếng Anh đầy đủ nè. Bạn điều chỉnh điện tử nè. Chân pin nè. Mình không có pin nha, mình nói trước. Tại là anh em qua đây sẽ thấy mình xài toàn là Makita, Milwaukee ha. Pin nó trượt chứ không phải pin chọt như vậy. Thì mình không có pin để thử, đó là mình khẳng định với anh em luôn. Anh em nào hay qua nhà để lấy đồ thì sẽ biết mình không có xài pin loại này, nên là kêu mình thử thì mình bó tay coi như mình bán xác. Anh em nào mà muốn nghiên cứu hay gì thì giá của nó là 400.000 ha, hoặc là lấy phụ kiện này kia vô tư. Đó, Ryobi nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây thì mình có một cái cục đá mài nè. Đầu tiên là cục đá mài. Cục này thì chắc là cốt to á. Đây, cục đá mài đường kính là 20 nè. Lỗ cốt là khoảng tầm 25 ha, lỗ cốt khoảng 25 và dày là 20. 20 ly đó là 2 phân á. Đường kính là 20 xăng ha. Lỗ cốt này nói chung anh em chêm semi là được, không vấn đề. Tiếp theo là cái hộp. Cái hộp ha, hộp nhựa để anh em đựng đồ ha. Hộp này nhựa dẻo. Đó, đựng đồ, gài vào. Bóp vào đây, đựng đồ. Và cái nữa là một cái cuộn giấy nhám. Cuộn này thì nó hơi dơ, do mình để lâu quá. Hơi dơ. Cuộn giấy nhám anh em muốn xài, muốn gì đó thì cắt ra từng đoạn để xài ha. Nhám này là cỡ nhám bao nhiêu ta? Chả biết nữa. Đây.
đó. Giám này cũng tương đối mịn ha. Thì ba cái món này mình bán giá 100.000 nha nè, 100.000 bằng 3 ly cà phê chứ mấy nha nè. Đó ha, một cục giấy nhám rất là dày, to gần bằng viên đá luôn. Anh em xài tới đâu sẽ cắt tới đó. Một cục đá mài và một cái thùng này, giá của nó là 100.000, thì giá thanh lý đó, cho nó rộng nhà thôi. Anh em nào vào việc thì liên hệ. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây là mình để lâu quá mình chưa cắm điện luôn nha anh em, nhưng mà khả năng còn sống rất là cao. Sống nha. Đó, đây là một cái máy gì thì mình không biết ha. Đây. Thì anh em chịu khó nhìn kỹ cái màn hình, chứ anh em hỏi mình là máy gì rồi bắt mình chụp hình lại thì mình thua. Nha, và mình cũng không có thời gian đâu mình chụp hình. Đây, anh em nhìn kỹ cái bảng mạch của nó. Ở đây thì nó ra điện là V nè. Cộng trừ nè, cộng trừ này giống như điện âm điện dương vậy đó. Cầu chì nè, 0.3A, ở đây có chỉnh gì thì không biết nè. ABC, XYZ nè, star gì đó thì cũng không rành. Đó, anh em chịu khó nhìn kỹ cái này. À. Đó, nhìn kỹ xíu để tránh cái trường hợp mà nó mất anh em không rành xong mà hỏi mình cũng kêu là không rành luôn. Đó, nhưng mà cắm nguồn thì chắc là lên nha anh em. Đây, anh em nhìn kỹ cái nữa đi rồi mình bắt đầu qua cái khác. Đó, mặt trước nè ha. Thông số của nó đây. Mặt ngang nè, con này nặng lắm, nặng cả chục ký á. Để mình đo kích thước cho anh em. Ngang nè, 30 nè. À. Dài nè. 40 nè. Ha. À. Đây. Đây 40. Cao 15. Nha anh em, cao 15. Đó thì ở đây nó sẽ có những cái thông số tem tiết này kia của nó, bên trong là cục biến áp rất là bự của hãng Mitsubishi nha anh em. Đó, của hãng Mitsubishi. Còn nó để làm gì thì mình không rành. Ở đây có dây nguồn. Công tắc on off. Cái cộng gì đó thì không rành luôn, nắp đậy nè. Anh em thấy cái gì thì nghiên cứu, hay thì nghiên cứu, còn không thì thôi. Trong này cũng không biết là gì. Nói chung là cái này lâu lắm rồi. Mua dục đó thôi chứ mình cũng không biết là cái mẹ gì luôn. Đó, đây là các phím điều chỉnh. Đó, cái này chút nữa mình sẽ gắn lại. Điều chỉnh là cái gì thì mình không biết nha. Cái này giống của dàn âm thanh lắm mà mình không biết phải không. Nói đại nói bừa, anh em nào có kiến thức thì hiểu biết thì bỏ qua, đừng có chấp nhặt gì mình. Tại vì từ đầu mình đã nói mình cái này là không biết, cũng có thể là vali kích hoạt bom nguyên tử này kia đồ. Đó, đây là nguồn nè, công tắc nè, công tắc on off nè, cầu chì nè. Còn cái này là để đẩy cái gì thì không biết nữa, nó có đẩy cái cộng, mấy cái cộng tín hiệu để khỏi bị ấy điện vô nè anh em. Rồi. Và trong này giá nó là 800 nè, của hãng Mitsubishi, thì khi mà anh em mở ra nè. Bên trong có dây nguồn nè. Dây nguồn cắm điện nè, gói hút ẩm nè. Là còn mới lắm nha nè. À, cầu chì rồi le công tắc gì nè. Đây thì có cầu chì rồi không nói. Nha. Đó. Đẹp. Ha. À. Thì mà anh em gật lại. Gật vô. Rồi. Đó. Thì cái này giá 800 nha nè. Nặng khoảng 8 kg. Mà mình không biết nó là cái gì luôn. Đó. Nặng khoảng chục ký chứ không phải 8 kg đâu. Rồi. Mã số 10. Cục gì không biết. 800.000. Anh em nào muốn biết thì mua về nghiên cứu nha. À, đừng trách mình cái gì hết. Tại vì hiểu biết của mình nó có hạn thôi, nó không là vô biên đâu. Rồi, tiếp theo mã 11. Mã 11. À. Mã 11 cũng nặng khoảng tầm đó. Ở đây thì anh em cũng coi cái mặt trước của nó nè, mình không biết là gì, đây có CB nè. Cái này để mở cái bên trong thì không nói. Đây, AVO HV10 Only Ologomid. Đây nè, anh em có thể đọc trong tiếng Anh, còn mình không biết là cái gì đâu nha. Ở đây. Đó, ở đây thì nó có một cái để anh em gạt lên anh em chỉnh số được nha. Ví dụ như 0 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0. Anh em chỉnh cái gì đó anh em chỉnh. À. Đó đây, anh em chỉnh cái gì thì anh em chỉnh. Đây, cái này mình anh em có thể gạt nè. Đó, 5 4 3 2 1 gì. Đây thì lên được số 5. Đó.
cái này anh em gạt anh em chỉnh được này nha. Đây anh em cũng chỉnh được đèn báo nè. Ở đây là cái bảng nhiệt độ C nè, 800 độ C. À, cái này cũng nặng, rất là nặng. Con này cũng cộng tùm lum đằng sau hết. Bạn điều khiển bạn gì đây? Anh em thích thì anh em có thể nghiên cứu. Dây nguồn rất là to, dây nguồn cực kỳ to luôn. Đặc biệt con này điện vào là 220 nha anh em, điện vào là 220. Mắc in ra băng nè, đây điện vào là 220 đó, anh em có thể nhìn ở đây input nè 220 đó. Rồi thì con này mình cũng sẽ đo cho anh em cái chiều dài, nặng đâu đó khoảng tầm 80kg gì đó, con này nặng hơn nữa. Chiều dài là 28 nè anh em, chiều ngang là 28 nha. Đó. Chiều cao là 10 nha. Chiều cao là 10. Và chiều dài là 47. Đó thì con này giá nó là 700.000đ nha. Anh em nào rành thì nghiên cứu, còn hỏi mình là cái gì mình cũng chịu chết. Đó. Nè, tổng quan bốn mặt của nó luôn nè. À, không có gì bên hông. Mặt đất nè. Mình chưa bung luôn nha anh em, rất là đẹp. Nó không biết nó chỉnh cái gì thôi, hiểu biết chưa tới ha. Mã số 11 700.000đ. Rồi mình sẽ qua số 12. Số 12 ở đây thì mình có một cái bàn cưa, giá là 1.200.000, giá là 1.200.000 nha anh em. Con này thì điện 220 sống, mình làm biếng mình cắm thử tại vì máy Trung Quốc chạy nó ồn, và đây là đầy đủ phụ kiện đi kèm theo. Con này là con máy cắt bàn nha anh em. Đây, giá 1.200.000 ha. Cái mặt bàn của nó nè, mặt bàn bây giờ mình đưa cái máy lên cao để mình cho anh em coi. Đây, mặt bàn chiều dài là 49, chiều ngang của nó là 52 ha. Độ cao của chân bàn là khoảng tầm 28 đó, 28 nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tổng quan cho anh em. Con này của Trung Quốc ha. Con này anh em nào mà làm DD này kia tại nhà thì anh em vô tư. Rồi. Đó, anh em sẽ nâng cái này lên, nâng độ nghiêng nè. Đó, đây là cái con máy cắt. Máy cắt bàn. Ha. Đây. Của Trung Quốc nha anh em. Đó, anh em muốn muốn nâng, muốn hạ gì đó thì ở cái tay này thì anh em sẽ nâng. Còn độ nghiêng nè, nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng bao nhiêu độ đó thì cái này nó sẽ quay. À, đó. Nói chung cái này do là hàng Trung Quốc nên là nó khá hộp hẹp, nhưng mà được cái nó rẻ thì mình thanh lý giá 1.200.000. À, công độ nè, còn anh em muốn nâng cái lưỡi lên nè thì anh em vặn cái này nó sẽ nâng lên nha. Đó, nâng lên để anh em cắt, cắt cao cắt thấp. Cái này nó đang à, đây mình sẽ nâng cái này lên. Đó, anh em sẽ thấy cái lưỡi nó nâng lên. À, thì khi mà không xài mình hạ xuống để cho nó an toàn, không có nó sẽ cắt vào tay anh em. Ở đây trên mặt này nó có một cái cử cơ nè. Đó, bây giờ mình nâng lên được cao rồi. Đó, để mình nâng hết cỡ lên. Ở đây nó có cái cử của nó nữa, cử để anh em đậy. Để anh em cắt theo cái góc á. Đây, con này cắt gỗ nha anh em. Lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim của Trung Quốc, tối đa là 7A, 7.000 vòng trên 1 phút. Thì để mình tìm cái thông số của này coi. Công tắc ở đây nha anh em. Và đây là cầu chì nè. Cái cầu chì này bữa trước mình có bán một lần nè, khi mà anh em chạy máy nó quá lâu hoặc là quá nóng hay gì, cầu chì ở đây nó nhảy, anh em sẽ ấn vô thì nó sẽ gọi là reset nha. Con này điện 220 nha anh em. Đó, phụ kiện của nó ở đây kèm cho anh em luôn ha. Đây, để mình con này khá hộp hẹp luôn á. Đây, thông số nó bên này. Đây, điện là 220 nha, để mình dòm lên. Điện là 220 nè, của hãng Sinada nè, nhìn giống Canada ghê. Công suất là 1.800W. Vòng tua khi mà không tải là 5.000 vòng trên 1 phút, 1.800W đương tương ứng với là khoảng 2 ngựa rưỡi nha anh em.
khoảng hai gần hai ngựa rưỡi đó. Thì con này nó là cái cắt bàn cho anh em, cắt gỗ này kia. Đây là cái ấy hút bụi nè, anh em nối ống vào đây để hút bụi ra đây, cái đồ chứa bụi là đây nè, gắn vô nha. Đó, phụ kiện của nó nằm ở đây hết. Con này giá 1,2 triệu nha anh em. Đó. Đó thì hôm nay mình thanh lý nó có nhiêu đó thôi. Thì anh em nào ấy, tại mình đang dọn nhà nha anh em. Đó, giá là 1,2 triệu. Đây, con cắt bàn. Con này xài đi đi gia đình là vô tư. Đó, con này nâng được cao tối đa lên khoảng tầm được khoảng 50 là 5 cm đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hạ nó xuống để cho nó khỏi bị đục khi mà mình gói hàng. Anh em, đây là cái cữ của nó luôn. Cữ để anh em kéo qua kéo lại khi mà anh em cắt nè. Đó. À, thì cái này là video thanh lý. Con này là chạy bình thường nha anh em. Có điều là mình không có cắm điện, mình thử trên cái clip này là do nó chạy nó ồn thôi. Chứ không gì, tại động cơ Trung Quốc thì anh em biết rồi, nó không có như động cơ điện nên là. Đấy, cái này anh em nào mà tới nhà thì mình sẽ giảm 100.000 nha. Giảm 100.000 tại vì công đóng gói nó rất là cực. Đó, và anh em chở về luôn, đỡ được 100.000 tiền xăng. Ha, thì anh em nhắn tin Zalo mình gửi cái định vị qua cho anh em. Rồi. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.